Chào các bạn Quỳnh Mai, chúc các bạn ngày mới vui khỏe bình an. Hôm nay Quỳnh Mai ra giường chia sẻ với các bạn bí quyết trồng bông súng sao cho cái nước trồng nó trong và bông súng có hoa nhiều và nở đẹp, và làm sao để mình có cái cọng bông súng sạch sẽ để ăn với mắm kho nha các bạn. Đây là cái chậu bông súng của mình đó. Bây giờ nó đã lớn rồi các bạn, nó đã lớn rồi, tràn đầy cái chậu nên Quỳnh Mai sẽ sang chậu ra và chia sẻ với các bạn cách trồng bông súng ở trong chậu và bỏ vào trong hồ hoặc là trong cái chậu, cho làm sao cho nước nó trong, mình dễ săn sóc. Bây giờ mình Mai sẽ làm. Có hai cái chậu không và nhỏ, Quỳnh Mai sẽ sẽ cái bông súng nó ra làm ba và sẽ trồng vào trong chậu, chứ không phải là mình trồng trực tiếp vào trong bùn nha các bạn. Không phải là mình đổ bùn vào trong cái chậu nước rồi mình trồng cái bông súng vào bùn, không phải vậy. Quỳnh Mai sẽ trồng cái bông súng vào trong cái chậu đen này. Trước hết Quỳnh Mai sẽ bỏ cái garden soil, hoặc là các bạn có thể bỏ tớp soil vào trong cái chậu đen này. Cái chậu đen này nó có lỗ nha các bạn, để cho nước thấm vào. Quỳnh Mai bỏ đất vào trong cái chậu nhỏ này. Các bạn lựa cái đất tốt, có phân để cho cái cây bông súng nó tốt các bạn. Đó, bây giờ Quỳnh Mai đã bỏ nó vào. Bỏ vừa vừa thôi. Rồi bây giờ Quỳnh Mai sẽ đi bứng cái bộ bông súng ở bên cái chậu bên đây bỏ qua. Từ cái chậu bông súng lớn Quỳnh Mai đã tách ra được hai bụi nè các bạn. Đó, được hai bụi. Và đây một bụi nữa nè. Thì khi mình tách ra vậy mình sẽ săn sóc nó bằng cách cắt đi những cái cây nhánh bị héo khô. Rồi mình mới bắt đầu trồng vô trong cái chậu. Trồng cái kiểu này mình rất dễ săn sóc. Khi mình muốn bông nó tàn hoặc là lá nó tàn thì mình có thể là nhấc cái chậu ra khỏi cái chậu nước hoặc là hồ, cái ao nước. Rồi mình sẽ cắt tỉa mấy cái lá vàng, lá khô, bông khô các bạn. Sau khi mà làm sạch sẽ rồi thì Quỳnh Mai bỏ cái cây bông súng này vào trong cái chậu đen. Cái bí quyết này cũng là bí quyết để trồng bông sen rồi đó các bạn. Làm cho nước hồ của mình á, nó sạch sẽ, nó trong, nó không có bùn. Và khi mà săn sóc thì chỉ việc kéo cái chậu lên thôi, chứ mình không có thò tay tuốt ở dưới đáy hồ mà mình săn sóc nó. Quỳnh Mai đã bỏ garden soil vào, các bạn có thể bỏ tớp soil hay bất kỳ đất gì vào cũng được, miễn tốt cho nó cái cây thôi.
Thì bây giờ Quỳnh Mai bỏ cái bông súng vào đó, rồi lắp lại. Cũng giống như mình trồng cây bình thường các bạn, trồng cây ở dưới nước cũng giống như là cây bình thường ở trong chậu. Nhưng mà có một bí quyết nữa, tại vì một lát mình thả cái chậu này vào trong nước, nên có một bí quyết nữa là sau khi Quỳnh Mai bỏ phân vô, bỏ cái phân đất vô trong cái gốc nó, thì Quỳnh Mai sẽ bỏ lên trên một lớp đất cát ở vườn mình để cho nó đè cái phân này xuống các bạn, nó đè cái rễ của cái cây bông súng xuống. Cây bông súng thì mình bỏ vào trong cái chậu nước hoặc là trong cái hồ nước thì cây bông súng nó không có nổi lên, nó không có bị nổi lên nha các bạn. Tại vì mình khi mình bỏ cái chậu này xuống thì áp suất nước nó đẩy từ ở dưới mấy cái lỗ ở dưới nó đẩy cái bông súng lên, thì mình lấy cái đất ở giường mình bỏ lên trên có cát đó, nó đè cái gốc này xuống các bạn. Ê, Quỳnh Mai đã chuẩn bị sẵn một cái chậu đất giường, trong đó có cát, có đá, có đất sét. Bây giờ Quỳnh Mai múc cái này bỏ lên trên mặt của cái chậu bông súng. Và lâu ngày cái đất sét này nó cũng biến thành bùn, nó nuôi cái bông súng này rất tốt các bạn. Cây bông sen cũng vậy, đất trồng bông sen cũng y hệt vậy đó. Các bạn thấy là cái cây bông súng, bộ bông súng của Quỳnh Mai, Quỳnh Mai đã bỏ đất cát ở giường lên cho nó đè xuống rồi đó các bạn đó. Thì cái chậu bên đây thì Quỳnh Mai cũng làm y hệt vậy thôi. Để bỏ cái bụi bông súng vào rồi cho lắp đất tốt lên, đất ở trong bao nha các bạn. Đây là bí quyết trồng bông súng, bỏ trong cái chậu nước hoặc là trong cái hồ nước nha các bạn. Rất là dễ săn sóc khi mà cuối mùa đó, mình lấy nó lên rồi mình lấy kéo mình cắt mấy cái nhánh tàn lá úa rồi mình cắt ra rất là dễ. Quỳnh Mai đã bỏ đất tốt vào trồng nó. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ bỏ đất giường vào để đè nó xuống, đè cái gốc xuống rồi nó trôi lên các bạn. Quỳnh Mai đã trồng hai bụi bông súng vào trong hai cái chậu đen, và đây là bí quyết để trồng bông súng hoặc là bông sen săn sóc rất là dễ, nước trong và cho bông đẹp các bạn. Khi mà các bạn bỏ hai cái chậu này vào trong cái chậu lớn hơn hoặc là bỏ xuống cái hồ nhỏ thì
rất là dễ săn sóc khi mà nó tàn lá hay gì, mình cứ việc bưng lên mình cho phân thì mình mua cái phân để cho những cây ở dưới nước mình đóng vào, thì cái cây bông súng này rất là tốt, sẽ cho lá to và bông đẹp các bạn. Cây bông súng của mình màu tím và màu vàng. Bây giờ Quỳnh Mai xin chia sẻ tiếp làm sao mình trồng bông súng để có cọng ăn với mắm kho. Đây là cái thùng phi của Quỳnh Mai đã được cắt cái ở phía trên, cắt cái nắp rồi, thì nó còn cái bề cao cỡ gần 1 mét các bạn, gần 1 mét. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ bỏ, thường mình ăn bông súng chấm mắm kho thì cái cọng nó rất là dài, nó cỡ 1 mét, mét mấy, ở trên nó có cái bông, thì cái cọng của nó mới là non xốp mập, mình mới ăn mắm kho mới ngon. Chứ mà mình trồng mà cái bông của nó ngắn ngủn thì nó dai. Nên bây giờ mình mai sẽ trồng bông súng và nó sẽ ra hoa, và cái cọng hoa của nó sẽ rất là dài các bạn, dài bằng chiều dài của cái, bằng chiều cao của cái thùng phi này. Đây, trong thùng phi thì Quỳnh Mai đã đổ nước vào các bạn. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ đem hai cái chậu bông súng bỏ vào đây. Quỳnh Mai đã bỏ hai cái chậu bông súng và trong cái thùng phi rồi nè các bạn. Nhưng mà mực nước ở phía dưới nó còn thấp hơn cái miệng cái chậu đen, nên bây giờ Quỳnh Mai sẽ cho nước vào. Mai sẽ cho nước vào khi nào mà nó cao hơn cái miệng của cái chậu đen. Các bạn nhìn thấy nước từ từ thấm vào trên cái chậu đen rồi đó, và nó sẽ nằm yên, đất nó nằm yên trong chậu và cái cây bông súng sẽ nằm yên trong chậu luôn các bạn, nó không có bị nổi lên, tại vì mình cho nước từ từ vào, nó ngấm từ từ. Mình mai sẽ cho nước chảy vào khi nào mà những cái lá của cây bông súng này nổi lên bền trên mặt nước thì mình mai sẽ ngưng. Cái bí quyết này làm cho cái cọng bông của nó sẽ có độ, có chiều dài các bạn. Rồi, nước nó đã lên trên cái miệng của cái chậu đen rồi, và các bạn nhìn thấy nước xung quanh vẫn trong lành, không có một chút bụi gì hết đó. Tại vì mình không có xịt cái dầu nước vô trong cái chậu, đất nó không có nhăn ra. Cái này là nước trong lành luôn. Giờ mai sẽ cho nước lên trên cái lá, lá nó sẽ nổi đầm bền trên mặt nước thì mới ngưng.
Quỳnh Mai đã cho nước vào những cái lá bông súng đã nằm là tà trên mặt nước rồi đó các bạn. Thì Quỳnh Mai ngưng lại, và nếu các bạn muốn cho cái cây bông súng ngày càng vươn cao thì các bạn phải cho nước ngập trên mặt lá của nó chừng 1 inch, thì hôm sau nó sẽ mọc cao lên khỏi mặt nước. Rồi mình cứ thế mình cho nước vô cho nó cao hơn mặt lá, rồi càng ngày nó càng vươn lên. Thì các bạn làm sao cho nó vươn lên trên mặt khỏi cái thùng phi này nha các bạn, thì khi nó ra bông thì cái bông của nó, cái cọng nó mới mập và có chiều dài. Bây giờ Quỳnh Mai đây chiếu gần cho các bạn xem. Quỳnh Mai đã cho nước vào ngập mặt lá rồi. Bây giờ Quỳnh Mai để cho nó nghỉ 1-2 ngày, tại vì mới bứng á, nghỉ 1-2 ngày cho nó lấy sức lại, rồi Quỳnh Mai sẽ cho nước ngập lên khỏi mặt mặt lá chừng 1 inch, rồi chừng nó cao lên nữa thì sẽ cho nước vào thêm nữa, tới chừng nào cái mặt nước bằng với cái mặt phi này nè các bạn, bằng cái này, cái mép này, thì sẽ ngưng lại. Thì cái bông súng của mình khi ra bông đó, thì nó sẽ có cái chiều dài giống như là ở dưới cái ao sen hay ao súng gì ở bên Việt Nam các bạn. Nhưng mà đây là bông súng sạch, cái cọng của nó sạch, nó không có hút bùn, thuộc loại rau sạch các bạn. Rất là đẹp các bạn. Tưởng tượng mai mốt cái lá nó lớn lên rất là to, rồi nó vươn lên trên tới miệng thùng, rồi nó có bông màu tím rất là đẹp đó các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn hai bí quyết, đó là cách trồng bông súng vào chậu để cho không có bị hôi nước, không có hôi bùn, không có nước trong, không có bị hôi bùn. Và cái bí quyết thứ hai là chúng ta sẽ hái được cái cọng bông súng dài, mập, non giống như bên Việt Nam. Vậy sự chia sẻ tới đây Quỳnh Mai xin tạm ngưng video tới đây, xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, ủng hộ Quỳnh Mai bằng cách đăng ký, chia sẻ, like để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.